Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 4 tháng 5 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và đầy hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của YouTube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ xuất vũ khí từ kho, cấp khẩn trương 300 triệu đô viện trợ quân sự mới cho Ukraine. James Comer yêu cầu FBI nộp tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng của ông Biden. Liên minh lượng đảng giới thiệu dự luật cấm các thành viên quốc hội giao dịch cổ phiếu. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, quân đội Mỹ đang gấp rút chuẩn bị gói viện trợ quân sự thứ 37 dành cho Ukraine trị giá khoảng 300 triệu đô, bao gồm mẫu rocket không đối đất Hybra 70 được lấy từ kho của ngũ giác đài. Fox News hôm nay ngày 4 tháng 5 dẫn thông báo của ngũ giác đài xác nhận họ đang chuẩn bị gửi cho Ukraine gói viện trợ quân sự thứ 37 trị giá khoảng 300 triệu đô, bao gồm lượng lớn đạn pháo, lựu pháo, rocket và các loại đạn dược khác phục vụ cuộc phản công sắp diễn ra. Trong số các mẫu vũ khí dự kiến bàn giao có rocket Hira-70, một loại rocket tầm bắn dưới 10,5 km, có nồng là 70 mm, khai hỏa từ các ống phóng được lắp đặt trên trực thăng hoặc là máy bay chiến đấu. Mỹ cũng sẽ cấp cho Ukraine một lượng súng phóng lựu chống tăng Kho Gustav. Theo First News, thay vì đặt hàng nhà sản xuất, toàn bộ số vũ khí trong gói viện trợ nêu trên sẽ được rút từ kho dự trữ của ngũ giác đài nên chúng ta sẽ rất nhanh chóng được đưa ra tiền tuyến ở Ukraine. Ukraine gần đây khẳng định rằng họ đang chuẩn bị đạn dược và lực lượng để phản công. Tuy nhiên thì cho đến nay, thời điểm và mục tiêu phản công của Kiev vẫn là một bí mật. Một số quan chức của Ukraine thừa nhận rằng kế hoạch phản công có thể bị trì hoãn bởi thời tiết không thuận lợi. Trên tiền tuyến, giao tranh ở chảo lửa mới Bát 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 tiếp tục khốc liệt. Ukraine rất nỗ lực cầm chân Nga tại khu vực này bất chấp thiệt hại về nhân lực. Vào ngày 3 tháng 5, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga tham chiến ở Bakhmut, nói cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Trong diễn biến được đánh giá là sẽ có những tác động mạnh mẽ đến chiến sự, Nga vào ngày 3 tháng 5 cáo buộc Ukraine triển khai máy bay không người lái UAV tấn công Điện Kremlin ở trung tâm thủ đô Moscow. Kiev sau đó phủ nhận thông tin nêu trên và giờ sau cáo buộc của Nga, coi báo động không kích được kích hoạt khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố ít nhất là 21 người thiệt mạng khi Nga pháo kích thành phố Kherson. Ở khu vực Kiev kiểm soát tại tỉnh Zaporizhia, nhiều tiếng nổ lớn cũng vang lên. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cảnh báo công dân của nước này ở Ukraine về mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến nguy cơ các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhắm vào vùng thủ đô Kiev. James Comer yêu cầu FBI nộp tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng của ông Biden. Quý vị thân mến, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang yêu cầu FBI cung cấp tài liệu mà họ cho là nêu chi tiết về kế hoạch nghi phạm tội liên quan đến Tổng thống Biden. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer và dân biểu Judge Gladley vào ngày 3 tháng 5 gửi yêu cầu cho Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Christopher Gray và Bộ trưởng Tư pháp Maurice Garland cho biết Họ đang tìm kiếm tài liệu mẫu FD-1023 do FBI soạn thảo. Ông Kammer và ông Glassley viết trong yêu cầu rằng, Chúng tôi tin rằng FBI sở hữu một tài liệu nội bộ chưa được phân loại, bao gồm các cáo buộc rất nghiêm trọng và chi tiết liên quan đến Tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ. Những gì chúng tôi không biết là FBI đã làm gì để xác minh những tuyên bố này hoặc điều tra thêm. Lịch sử gần đây của FBI về việc phá hỏng các cuộc điều tra mang tính chính trị, đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội. Các dân biểu đảng Cộng hòa ra thời hạn cho FBI có một tuần để thực hiện yêu cầu. FBI soạn tài liệu nói trên vào tháng 6 năm 2020, trong đó có thông tin của người tố giác rằng cựu phó tổng thống Biden và một công dân nước ngoài liên quan đến việc dùng tiền đổi quyết sách. Ông Biden giữ chức phó tổng thống Mỹ năm 2009 đến năm 2017. Ông Comer và ông Glassley lần đầu tiên đề cập trực tiếp tới Biden trong yêu cầu FBI cung cấp tài liệu ngày 3 tháng 5. Động thái này được nhận định là bước leo thang trong nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm tìm bằng chứng về những trọng tội của ông Biden. Dân biểu hàng đầu đảng Cộng hòa James Comer và các thành viên khác đang mở cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào Joe Biden cùng với gia đình của ông ta Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ từ lâu lên kế hoạch lật ngược thế cờ với đảng Dân Chủ sau các cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã mở các cuộc điều tra về nhiều vấn đề như được rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan và các buộc vụ khí hóa FBI. Liên minh lưỡng đảng giới thiệu dự luật cấm các thành viên quốc hội giao dịch cổ phiếu Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 5, một nhóm lưỡng đảng trong quốc hội đã giới thiệu một dự luật cấm các thành viên giao dịch cổ phiếu. Các dân biểu thuộc lưỡng đảng như là Matt Gay và Brian Fitzpatrick thuộc đảng Cộng hòa, cùng với Ocasio cortez và Recha Krishnamurti thuộc đảng Dân chủ, đã giới thiệu đạo luật khôi phục niềm tin vào chính phủ của lưỡng đảng, vốn sẽ hạn chế giao dịch và quyền sở hữu một số công cụ tài chính của các thành viên quốc hội, cũng như vợ hoặc chồng và người phụ thuộc của họ và các mục đích khác theo dự luật này một số công cụ tài chính bao gồm cả chứng khoán hợp đồng tương lai chứng khoán hàng hóa và bất kỳ lợi ích kinh tế nào tương tự như lợi ích thu được thông qua các phương tiện tổng hợp chẳng hạn như sử dụng công cụ phái sinh bao gồm quyền chọn chứng quyền hoặc các phương tiện tương tự khác Tuy nhiên, dự luật sẽ không cấm các thành viên của quốc hội, vợ hoặc chồng và những người phụ thuộc của họ giao dịch các quỹ đầu tư được nắm giữ rộng rãi, đã ghi danh là một công ty quản lý theo đạo luật công ty đầu tư, tính phiếu, công cổ phiếu trung hạn hoặc dài hạn, trái phiếu chính phủ, tiểu bang hoặc là địa phương, hoặc là bất kỳ khoản đầu tư nào theo kế hoạch tiết kiệm. Để tuân thủ đạo luật nói trên, các thành viên quốc hội, vợ hoặc chồng và những người phụ thuộc của họ sẽ phải thoái vốn của các khoản đầu tư của mình bằng cách bán hoặc là chuyển các khoản tiền đó vào một quỹ ủy thác ẩn danh có thể chấp nhận được. Thưa quý vị, những người sở hữu các khoản đầu tư bị cấm theo dự luật này với các khoản đầu tư không phải là có từ việc mua sau khi luật này có hiệu lực thì sau khi dự luật được ban hành sẽ có 90 ngày kể từ ngày có được khoản đầu tư để bán khoản đầu tư đó. Dự luật sẽ cho phép các thành viên của Quốc hội, vợ hoặc chồng và những người phụ thuộc của họ thời hạn 90 ngày kể từ khi dự luật được ban hành để thoái vốn các khoản đầu tư không được phép theo đạo luật bằng cách bán chúng hoặc là chuyển chúng vào một quỹ ủy thác ẩn danh. Các văn phòng đạo đức Quốc hội có liên quan cần phải phê chuẩn tính phù hợp về mặt pháp lý của các quỹ ủy thác ẩn danh nếu các thành viên của quốc hội hoặc là những người ủy thác khác được quy định trong đạo luật có được sự chấp thuận cho một quỹ ủy thác ẩn danh, thì họ vẫn sẽ cần phải thoái vốn khỏi quỹ ủy thác này trong vòng không quá 6 tháng sau khi thành lập quỹ ủy thác. Ngoài ra, thì những người được quy định trong đạo luật sẽ phải chứng nhận hàng năm trước văn phòng đạo đức giám sát liên quan rằng những người được ủy thác đã không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tài sản hoặc là giao dịch của quỹ ủy thác đó cho cá nhân ủy thác liên quan và có thể không có mối quan hệ cá nhân hoặc là kinh doanh thân thiết với cá nhân ủy thác liên quan. Trong một tuyên bố, thì ông Pete Patrice bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc các thành viên thuộc các phái khác nhau trong quốc hội thống nhất về vấn đề cấm các thành viên, vợ hoặc chồng và những người phụ thuộc của họ giao dịch chứng khoán, Ông Pete Patrick nói rằng, thực tế là các nhóm thành viên của nhóm cấp tiến, nhóm tự do và nhóm những người giải quyết vấn đề lưỡng đảng, vốn phản ánh toàn bộ quan phủ chính trị, có thể tìm thấy tiếng nói chung về các vấn đề chính như thế này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới nước Mỹ. Bà Ocasio-Cortez là thành viên của nhóm cấp tiến của Quốc hội, ông Gay là thành viên của nhóm tự do và ông Pete Patrick là thành viên của nhóm những người giải quyết vấn đề lưỡng đảng. Ông Pete Patrick nói rằng, chúng ta phải tiếp tục giải quyết các vấn đề gắn kết chúng lại với nhau, bao gồm cả niềm tin vững chắc của chúng ta rằng niềm tin vào chính phủ phải được khôi phục và các thành viên của quốc hội, bao gồm cả những người phụ thuộc của họ, phải bị cấm giao dịch cổ phiếu khi họ đang phục vụ trong quốc hội và có quyền tiếp cận với các thông tin nội bộ nhạy cảm. Đây là lễ thường căn bản và lớp học liêm chính căn bản 101, và tất cả chúng tôi đều xem đây là bước đầu tiên quan trọng để trả lại hạ viện cho người dân. Bà Ocasio Cortez cho biết trong một tuyên bố rằng khả năng giao dịch chứng khoán mang tính cá nhân làm xói mòn niềm tin của công chúng vào chính phủ. Khi các thành viên có quyền truy cập vào thông tin mật, chúng ta không nên giao dịch trên thị trường chứng khoán nhờ vào thông tin đó. Điều đó thực sự rất đơn giản. Ông Gay cho biết trong một tuyên bố rằng, các thành viên của Quốc hội đang dành thời gian giao dịch các hợp đồng tương lai thay vì bảo đảm tương lai cho các đồng hương người Mỹ của chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi không thể cho phép đâm lây ưu tiên đầu tư vào cổ phiếu hơn là đầu tư vào đất nước của chúng ta. Chừng nào mà những lo ngại về giao dịch nội gián còn gây lo ngại cho quy trình lập pháp, thì khi đó quốc hội sẽ không bao giờ lấy lại được lòng tin của người dân Mỹ trách nhiệm của chúng tôi trong quốc hội là phục vụ cho người dân chứ không phải là đặt cược trên thị trường chứng khoán. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.